cái tổn thương ác tính như là ung thư biểu mô nhà tuyến ở dạ dày, hoặc là một cái dạng ung thư dạng lympho ở niêm mạc của dạ dày. Và năm 1994 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp cái Helicobacter pylori là cái tác nhân gây ung thư nhóm 1, tức là nó là tác nhân trực tiếp và có cái nguy cơ dẫn đến ung thư rất là cao. Và cái tổ chức nghiên cứu về ung thư trên thế giới năm 2014 đã quyết định là xem cái vấn đề điều trị Helicobacter pylori là vấn đề rất là quan trọng cần phải đặt ra để nhằm phòng ngừa cái ung thư dạ dày. Về cái tình hình ung thư dạ dày trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là so với các cái quốc gia trong cái khu vực Đông Nam Á thì chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam của chúng ta cái tần suất mà nhiễm Helicobacter pylori là khoảng 60%, nhưng mà cái tỷ lệ cái tần suất mà bị ung thư dạ dày chúng ta cũng khá cao, chiếm 17% trên 100.000 dân. So với lại các nước trong khu vực Đông Nam Á thì chúng ta có một tỷ lệ cũng rất là cao. Chính vì vậy, vấn đề điều trị Helicobacter pylori là vấn đề cần phải đặt ra để mà chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề ung thư lâu dài. Và để điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori thì vấn đề quan trọng then chốt là chúng ta phải sử dụng kháng sinh. Nhưng mà cái tỷ lệ điều trị nó đã gặp rất nhiều những cái thất bại do cái tình hình đề kháng kháng sinh ở Việt Nam của chúng ta đang có xu hướng gia tăng. Và theo một cái báo cáo năm 2018 thì so sánh với lại các cái quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam của chúng ta có cái tỷ lệ mà đề kháng kháng sinh với lại Helicobacter pylori cũng khá cao, đặc biệt là đối với cái nhóm metronidazole và vancomycin. Trong khi đó thì so với lại các quốc gia khác, ví dụ như Indonesia và Thái Lan thì chúng ta có một tỷ lệ mà đề kháng tương đối là cũng cũng rất là cao. Về cái tình trạng đề kháng kháng sinh mà nguyên phát ở Việt Nam thì qua một số những cái nghiên cứu của các cái tác giả trong nước thì chúng ta thấy rằng là ở ngoài Bắc có tác giả Nguyễn Đức Toàn thì cho thấy cái tỷ lệ kháng amoxicillin lên tới 43,6% và clarithromycin là 36% và metronidazole lên tới 94%. Còn ở miền Trung thì tỷ lệ kháng 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 sinh thì nó có thấp hơn. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà kháng metronidazole cũng khá cao. Còn năm 2016 thì Phạm Hùng Vân đã báo cáo cái tỷ lệ kháng amoxicillin ở miền Nam là lên tới 10,9% và clarithromycin là cái kháng sinh mà có cái đề kháng cao nhất, đó là 85%, và metronidazole thì thấp hơn là 35%. Và đặc biệt chúng ta thấy bắt đầu có xuất hiện đề kháng với lại levofloxacin và tetracycline với cái tỷ lệ khoảng từ 24 đến 27%. Và cái tình hình mà đề kháng kháng sinh mà thứ phát, tức là ở những bệnh nhân đã điều trị lần đầu và gặp thất bại, thì khi mà chúng ta làm kháng sinh đồ chúng ta thấy phát hiện được cái tỷ lệ kháng đối với amoxicillin là vào khoảng 6,5% theo tác giả Bùi Hữu Hoàng năm 2017, và kháng clarithromycin rất là cao là 84%, metronidazole là 66% và levofloxacin là 56% và tetracycline là 35%. Ngày nay thì những cái phác đồ mà đã được ứng dụng trong điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori thì nó gồm có rất nhiều các phác đồ khác nhau. Tuy nhiên ta có thể tạm xếp làm bốn nhóm liên quan đến những cái thuốc chủ đạo trong cái phác đồ điều trị. Thì chúng ta sẽ có những cái phác đồ mà có chứa clarithromycin, phác đồ có chứa levofloxacin và phác đồ có chứa bismuth. Và gần đây nó có những cái phác đồ chủ đạo là dùng cái amoxicillin đơn trị kết hợp với lại PPI, thì nó cũng là một cái phác đồ đang được nhiều nước trên thế giới đang lưu ý và quan tâm. Điểm qua các cái phác đồ mà có chứa clarithromycin thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà đề kháng bắt đầu đã có cái xu hướng gia tăng, do đó mà tỷ lệ thất bại cũng rất là cao. Và nhìn lại về những cái kết quả báo cáo của những tác giả trong nước thì chúng ta thấy là cái hiệu quả của một số cái kháng sinh phác đồ điều trị
trong cái giai đoạn từ 2001 cho đến 2011. Thì trước kia chúng ta thấy là cái tỷ lệ thành công với phác đồ ba thuốc chuẩn thì còn rất là cao, là lên tới là 91-96%. Nhưng mà khoảng gần 10 năm gần đây thì là chúng ta thấy là cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh đang có xu hướng gia tăng và phác đồ ba thuốc bắt đầu giảm đi cái tác dụng. Chẳng hạn như là cái báo cáo năm 2011 thì cái tỷ lệ mà thành công phác đồ ba thuốc chỉ còn có 62,8%. Như vậy thì cái hiệu quả của phác đồ ba thuốc nó đang xu hướng giảm đi và chúng ta không có còn áp dụng trên cái thực tế lâm sàng. So với lại những cái điểm qua về những cái hiệu quả của các cái phác đồ điều trị ở Việt Nam, thì những cái phác đồ mà có chứa clarithromycin hiện nay đó thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà do cái đề kháng kháng sinh của clarithromycin gia tăng, do đó mà chúng ta thấy là những cái báo cáo đối với lại cái phác đồ điều trị có clarithromycin mà lần đầu tiên cũng như là khi đã thất bại điều trị thì cái tỷ lệ thành công chỉ vào khoảng từ 50 cho đến 66%. Vì vậy hầu như là cái phác đồ ba thuốc này mà có chứa clarithromycin thì người ta khuyến cáo là không nên sử dụng. Còn cái phác đồ đồng thời thì ít được phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà xem một cái báo cáo của tác giả Trương Văn Lâm ở năm 2014 thì cho cái hiệu quả diệt trừ vi khuẩn lên tới 88%. Chúng tôi xin giới thiệu tiếp là cái phác đồ nối tiếp. Cái nguyên lý của phác đồ nối tiếp là xuất phát từ cái vấn đề người ta nghĩ rằng là cái sự đề kháng cái clarithromycin là liên quan đến rất nhiều cơ chế. Thì một trong những cái cơ chế đề kháng kháng sinh đối với clarithromycin là trên cái màng tế bào của vi khuẩn Helicobacter pylori, nó có hình thành một cái bơm đẩy thuốc. Do đó mà khi clarithromycin được đi vào trong cái tế bào của vi khuẩn thì nó sẽ bị cái bơm này nó sẽ tống cái thuốc ra ngoài, do đó nó làm cho tăng cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh và dẫn đến tình trạng thất bại khi điều trị Helicobacter pylori. Chính vì vậy mà người ta chia cái phác đồ ra làm hai bước. Bước đầu là người ta sử dụng amoxicillin trong 5 ngày với lý do là amoxicillin nó còn nhạy rất nhiều với lại cái vi khuẩn, và 5 ngày đầu là để diệt một số lượng lớn những vi khuẩn còn nhạy cảm, và đồng thời amoxicillin nó còn có tác dụng là phá vỡ cái cấu trúc thành của tế bào vi khuẩn và nó sẽ làm cho cái bơm đẩy thuốc nó cũng sẽ bị phá hủy đi. Chính vì vậy nó tạo cái điều kiện cho 5 ngày sau khi chúng ta sử dụng clarithromycin hoặc là metronidazole thì thuốc nó sẽ ngấm vào trong cái tế bào rất là vi khuẩn rất là tốt để phát huy tác dụng. Nhưng mà qua những cái báo cáo mà được ứng dụng điều trị cái phác đồ nối tiếp thì trước kia thì người ta thấy rằng là cái hiệu quả của nó vào tầm khoảng 60 đến 70%. Nhưng mà gần đây trong những cái báo cáo năm 2016 thì cái tỷ lệ thành công của nó đã giảm đi rất nhiều, lên chỉ còn có 35% là liên quan đến cái sự đề kháng với clarithromycin, không phải chỉ do cái cơ chế bơm đẩy thuốc mà còn do hiện tượng đột biến tại cái gen của vi khuẩn và dẫn đến tình trạng làm giảm đi cái hiệu quả của clarithromycin. Còn cái phác đồ lai là những phác đồ mà người ta cải biên từ phác đồ nối tiếp, có thể là người ta tăng cái thời gian điều trị của cái hai bước, hoặc là chúng ta thay đổi cái kháng sinh để phù hợp với tình hình kháng thuốc. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công của nó cũng qua rất nhiều báo cáo cũng không có đạt được như ý. Chính vì vậy mà không phải chỉ ở Việt Nam mà những cái báo cáo trên thế giới người ta cho thấy cái phác đồ nối tiếp hiện nay thì có cái tỷ lệ thành công không chắc chắn và không cao, do đó mà phác đồ này gần như là không được khuyến cáo trong thời điểm hiện nay. Khi chúng ta xét đến kỹ phác đồ về điều trị mà có chứa levofloxacin thì theo những cái báo cáo của tác giả trong nước như Trần Thị Khánh Tường năm 2018, ở những bệnh nhân mà chưa từng điều trị mà khi chúng ta sử dụng phác đồ có levofloxacin ngay từ đầu thì tỷ lệ thành công là 85%. Theo Bùi Hữu Hoàng năm 2017 thì ở những cái trường hợp mà bệnh nhân đã thất bại điều trị thì cái phác đồ này vẫn còn hiệu quả là 80%. Đối với phác đồ mà có chứa levofloxacin mà được báo cáo của một số những tác giả khác thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ thành công của nó
nó cũng ở vào khoảng là từ 81 đến 87%. Và nếu mà chúng ta có kết hợp với lại bismuth thì nó làm tăng cái hiệu quả điều trị lên tới là 90%. Chính vì vậy mà ngày nay người ta có những cái khuyến cáo sử dụng phác đồ bốn thuốc không là có chứa bismuth kết hợp với lại những kháng sinh khác để tăng cái hiệu quả điều trị của thuốc. Vì bismuth khi được sử dụng chung với những cái phác đồ điều trị thì nó có một tác dụng hiệp đồng và làm gia tăng cái hiệu quả của các cái thuốc điều trị. Bàn về cái phác đồ bốn thuốc mà có chứa bismuth là cái phác đồ mà đã được rất nhiều các cái nghiên cứu trên thế giới báo cáo, thì nói chung tất cả các cái báo cáo trên thế giới đều cho cái tỷ lệ thành công khá cao, lên tới là khoảng từ 89 cho đến trên 90%. Chỉ riêng có một cái nghiên cứu của Hàn Quốc năm 2015 thì sử dụng trong cái thời gian chỉ có 7 ngày thì nó đạt được cái hiệu quả thì không cao, là chỉ có khoảng từ 66 đến 76% thành công. Nhưng khi mà chúng ta tăng cái thời gian lên 14 ngày thì cái hiệu quả của nó cũng sẽ được nâng cao. Chính vì vậy mà ngày nay người ta khuyên rằng cái thời gian điều trị đối với lại vi khuẩn Helicobacter pylori thì chúng ta nên đảm bảo cái thời gian là khoảng 14 ngày. Những cái phác đồ mà bốn thuốc được công bố tại Việt Nam thì theo những tác giả mà báo cáo gần đây nhất năm 2017 của Trần Thị Khánh Tường và Bùi Hữu Hoàng thì cái phác đồ bốn thuốc mà có chứa bismuth đều đạt được cái tỷ lệ thành công khá cao là trên 95%, mặc dù là bệnh nhân này đã bị thất bại trong những cái phác đồ đầu tiên. Đối với phác đồ bốn thuốc có bismuth thì nó có một cái hạn chế rất lớn là phải chúng ta phải sử dụng khá nhiều thuốc, và những cái thuốc này thì thường là có rất nhiều những tác dụng phụ. Do đó mà qua những cái báo cáo của những cái tác giả trong nước cho thấy cái tỷ lệ mà xuất hiện tác dụng phụ lên tới là trên 80%. Và tuy nhiên khi mà hỏi về cái khả năng tuân thủ của người bệnh thì cái khả năng tuân thủ thì của bệnh nhân cũng khá tốt, vì thường cái phác đồ này áp dụng cho những bệnh nhân đã thất bại điều trị. Vì vậy mà những bệnh nhân cũng đã có những cái ý thức trong vấn đề mà sử dụng thuốc và cũng được các thầy thuốc tư vấn kỹ về cái cách uống thuốc, do đó mà nó cũng làm gia tăng cái tỷ lệ thành công và cái tỷ lệ tuân thủ của người bệnh. Một cái vấn đề chúng ta cần bàn cãi đó phác đồ của thuốc có chứa bismuth là chúng ta nên sử dụng cái thuốc như thế nào cho hợp lý, vì cái số lượng thuốc khá nhiều, phải sử dụng từng loại kháng sinh lên tới 4 viên một ngày, do đó chúng ta có thể là dùng 2 lần mà cái liều cao, hay là chúng ta chia đều ra cái liều là 4 lần để giảm đi tác dụng phụ. Metronidazole và tetracycline là 2 kháng sinh ít bị hủy trong môi trường axit, do đó mà chúng ta có thể cho bệnh nhân uống trước ăn. Tuy nhiên khi uống trước ăn thì có một số bệnh nhân lại có cái than phiền là dễ có cảm giác buồn nôn và rối loạn về tiêu hóa. Và đối với sử dụng bismuth thì theo những khuyến cáo thì người ta khuyên là nên uống trước ăn, thì vì khi bismuth kết hợp với axit nó sẽ tạo ra một cái hợp chất có tính kháng khuẩn. Như vậy thì vấn đề mà sử dụng thuốc cần có cái sự tư vấn và cái hướng dẫn bệnh nhân sử dụng một cách hợp lý. Và năm 2017 thì chúng tôi có làm một cái nghiên cứu tại bệnh viện Đại học Y Dược trên những cái đối tượng đã bị thất bại ít nhất một lần điều trị, thì chúng tôi muốn xem là những cái trường hợp mà bệnh nhân đã được làm kháng sinh đồ và chọn ra được những cái kháng sinh nào còn hiệu quả, thì chúng tôi kết hợp những kháng sinh mà có cái hiệu quả điều trị cao còn nhạy cảm với bệnh nhân đó, thì chúng tôi sẽ kết hợp thành những cái phác đồ và chúng tôi muốn đánh giá cái hiệu quả của những cái phác đồ hiện tại khi bệnh nhân đã có thất bại điều trị như thế nào, để mà từ đó chúng ta có thể tìm ra một cái phác đồ nào đó mà nó còn hiệu quả rất cao và chúng ta có thể ứng dụng điều trị theo kinh nghiệm để mà hạn chế cái tỷ lệ thất bại. Thì qua những cái nghiên cứu vừa công bố đó thì chúng tôi ghi nhận rằng là cái tỷ lệ thành công chung khi mà chúng ta kết hợp kháng sinh dựa trên cái kết quả kháng sinh đồ thì tỷ lệ thành công đạt tới 83,8%. Xét với từng loại phác đồ thì chúng ta thấy là cái phác đồ mà bốn thuốc có chứa bismuth, metronidazole và tetracycline thì cái hiệu quả rất là cao, đạt lên tới 93,8%, mặc dù bệnh nhân này đã bị thất bại ít nhất một lần điều trị.
Còn cái phác đồ tiếp theo cũng còn khá hiệu quả, đó là phác đồ kết hợp PPI, amoxicillin và tetracycline. Do đó đây cũng là phác đồ mà chúng ta có thể xem xét áp dụng. Phác đồ thứ ba là phác đồ mà có chứa bismuth kết hợp amoxicillin và tetracycline cũng đạt được hiệu quả là 90%. Cái phác đồ mà có chứa levofloxacin thì nó có tỷ lệ thành công là lên tới 80%, nhưng mà nó thấp hơn so với phác đồ mà có chứa amoxicillin và tetracycline cũng như là metronidazole. Riêng ở phác đồ ba thuốc mà có chứa clarithromycin, mặc dù dựa vào kết quả kháng sinh đồ còn nhạy cảm, nhưng khi sử dụng clarithromycin thì tỷ lệ thành công của nó đã giảm đi rất là nhiều. Và gần đây, trong khoảng 5-6 năm gần đây thì có rất nhiều tác giả trên thế giới, đặc biệt là ở vùng châu Á, người ta đang nghiên cứu về một cái phác đồ đặc biệt, đó là phác đồ kép liều cao, viết tắt là HDDT, tức là High Dose Dual Therapy. Thì với cái phác đồ này, người ta chỉ sử dụng có hai loại thuốc, đó là amoxicillin và PPI. Nhưng mà sử dụng cái liều rất là cao và chia đều ra trong ngày, và phải uống 4 lần trong ngày. Thì những cái tác giả như là ở Đài Loan và tác giả ở Trung Quốc thì đều báo cáo cái tỷ lệ thành công rất là cao, lên tới từ 89 cho đến trên 90%, cái tỷ lệ thành công khá cao. Và qua những cái phân tích gộp của những cái báo cáo của các tác giả và khu vực Đài Loan và Trung Quốc cũng như là một số nước ở châu Á, thì người ta thấy là cái tỷ lệ mà hiệu quả tiệt trừ vi khuẩn Helicobacter pylori nó cũng khá cao, và nó gần tương tự với lại cái phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth. Nhưng mà cái phác đồ này thì nếu chúng ta xét về góc cạnh về tác dụng phụ thì nó ít tác dụng phụ hơn so với lại phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth, tetracycline và metronidazole. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng muốn nghiên cứu cái phác đồ HDDT tại Việt Nam để xem cái hiệu quả như thế nào so với lại những cái báo cáo của trên thế giới. Thì năm 2019 thì chúng tôi có tiến hành một cái nghiên cứu đánh giá về hiệu quả HDDT tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi chia làm hai nhóm, một cái nhóm bệnh nhân chưa từng điều trị và một cái nhóm bệnh nhân đã bị thất bại ít nhất một lần điều trị. Thì chúng tôi sử dụng cái phác đồ là có chứa thuốc rabeprazole với biệt dược là Pariet 20 mg, và cái amoxicillin với biệt dược là Ospamox, và cái hàm lượng là 750 mg. Và tất cả các thuốc này chúng tôi cho bệnh nhân uống 4 lần trong ngày và hướng dẫn kỹ về cái cách sử dụng thuốc, và cái thời gian điều trị là 14 ngày. Tuy nhiên qua cái theo dõi mà 6 tháng đánh giá giữa kỳ thì chúng tôi lại ghi nhận cái tỷ lệ thành công của cái phác đồ HDDT tại Việt Nam là chỉ có vào khoảng 26 cho đến gần 30% mà thôi. Và qua những cái nghiên cứu này, chúng tôi cũng có liên hệ với lại một số những cái đồng nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng cho một cái kết quả cũng gần tương tự. Như vậy thì cái hiệu quả điều trị của cái phác đồ HDDT ở Việt Nam thì so với lại thế giới nó có sự khác biệt về hiệu quả. Phải chăng là do cái tình hình đề kháng amoxicillin ở Việt Nam của chúng ta nó đang có xu hướng gia tăng, và giống như là theo cái báo cáo của một cái tác giả ở miền Bắc thì cái tỷ lệ kháng amoxicillin có thể lên tới trên 40%. Chính vì vậy mà nó giải thích được cái sự thất bại của phác đồ HDDT. Tuy nhiên có lẽ trong tương lai, nếu mà một số những cái đồng nghiệp nào chúng ta cần khảo sát thêm, chúng ta có thể nghiên cứu thêm. Tuy nhiên vì lý do mà không đạt được hiệu quả, do đó chúng tôi phải chấm dứt sớm cái nghiên cứu. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về những cái hướng dẫn điều trị Helicobacter pylori giữa những cái phác đồ hướng dẫn tại Việt Nam cũng như là so sánh với lại những phác đồ khuyến cáo ở trên thế giới. Thì ở Việt Nam năm 2013, tức là cũng cái phác đồ cũng đã được đưa ra cũng rất lâu rồi, thì theo các khuyến cáo của các cái chuyên gia tiêu hóa ở Việt Nam thì người ta vẫn nhận định là cái tỷ lệ mà thất bại của phác đồ ba thuốc có chứa clavicin rất là cao, do đó người ta khuyến cáo không nên sử dụng. Và trong thời điểm đó thì còn còn khuyến cáo sử dụng phác đồ nối tiếp
Nhưng mà trong cái tình hình hiện nay thì phác đồ nối tiếp cũng gần như là thất bại. Và chỉ có cái phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth là đạt được cái hiệu quả tiệt trừ vi khuẩn lên tới trên 90%. Do đó chúng ta có thể sử dụng trong cái tình hình mà bệnh nhân đang có tỷ lệ kháng thuốc khá cao như ở Việt Nam. Đối với bệnh nhân mà đã bị thất bại một lần điều trị và chúng ta bước sang cái điều trị lần hai thì cái phác đồ bismuth có bốn thuốc thì là phác đồ được ưu tiên sử dụng nếu trước đó bệnh nhân chưa từng sử dụng. Còn nếu mà bệnh nhân đã từng sử dụng có phác đồ bốn thuốc có bismuth thì cái phác đồ mà chúng ta có thể thay thế là chúng ta sử dụng PPI kết hợp amoxicillin và levofloxacin. Và theo cái khuyến cáo đồng thuận Maastricht năm 2017 thì cái khuyến cáo này cũng đã được ứng dụng cho rất nhiều cái quốc gia trên thế giới. Ở những bệnh nhân mà chưa từng điều trị, trong một lần đầu tiên mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta cần phải lưu ý về cái tình hình đề kháng kháng sinh ở cái quốc gia, ở cái nơi mà chúng ta đang đang sinh sống để chúng ta chọn ra những cái phác đồ phù hợp. Thì người ta chia làm hai nhóm là cái phác đồ ở những cái vùng mà có đề kháng vancomycin trên 15% và những cái vùng mà có kháng vancomycin dưới 15%. Ở Việt Nam của chúng ta là thuộc cái vùng mà vừa đề kháng clarithromycin mà vừa đề kháng metronidazole với cái tần suất khá cao là trên 15%. Do đó cái phác đồ khuyến cáo mà duy nhất mà chúng ta được đề nghị đó là phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth. Ngay cả trên những lần mà bệnh nhân chưa từng điều trị thì chúng ta hiện nay chúng ta chỉ còn sử dụng cái phác đồ bốn thuốc có bismuth là phác đồ đầu tay. Đối với những trường hợp bệnh nhân đã thất bại lần đầu, chúng ta chuyển sang lần hai thì nếu bệnh nhân đã được điều trị phác đồ ba thuốc có chứa clarithromycin hoặc là thất bại với phác đồ bốn thuốc mà không có chứa bismuth thì chúng ta lại chọn cái phác đồ bốn thuốc có bismuth hoặc là phác đồ bộ 3 hoặc phác đồ bộ 4 có chứa quinolone tức là levofloxacin. Sở dĩ mà người ta có sử dụng phác đồ bộ 4 có chứa levofloxacin là người ta có kết hợp thêm cái bismuth để tăng cái hiệu quả hiệp đồng của cái phác đồ điều trị. Còn đối với những trường hợp bệnh nhân đã bị thất bại phác đồ 4 thuốc có chứa bismuth thì chúng ta chỉ còn sử dụng cái phác đồ 3 thuốc hoặc 4 thuốc có chứa levofloxacin. Khi bệnh nhân đã bị thất bại hai lần điều trị thì trong lần thứ ba thì chúng ta không nên cố thay đổi thuốc vì cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh bây giờ rất là cao. Do đó chúng ta nên cho bệnh nhân nội soi trở lại và thực hiện cái kháng sinh đồ và tùy theo cái kết quả kháng sinh đồ và chúng ta sẽ lựa chọn những cái kháng sinh phù hợp trong cái phác đồ điều trị. Đối với lại cái hướng dẫn của cái trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ thì nó cũng có những cái đề nghị tương tự và chúng tôi xin lướt qua. Và gần đây là năm 2021 theo cái tổ chức tiêu hóa thế giới cũng đưa ra một cái phác đồ hướng dẫn gần đây. Tuy nhiên nó cũng không có gì khác biệt gì nhiều. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý trong cái phác đồ này, đầu tiên người ta xem xét vấn đề là bệnh nhân có bị dị ứng với lại penicillin hay không. Nếu có thì chúng ta sử dụng phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth hoặc là phác đồ ba thuốc mà không có amoxicillin. Nếu mà bệnh nhân còn nhạy với lại clarithromycin. Và cái câu hỏi tiếp theo chúng ta cần phải hỏi là bệnh nhân đã có từng sử dụng cái clarithromycin hay không? Nếu mà đã có rồi thì chúng ta chuyển phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth vì cái tỷ lệ kháng clarithromycin rất là cao. Còn nếu bệnh nhân chưa có từng mà sử dụng clarithromycin thì tùy theo cái tình hình của từng quốc gia mà tùy theo cái tỷ lệ kháng của clarithromycin mà chúng ta có thể chọn cái phác đồ ba thuốc có chứa clarithromycin hoặc là phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth. Trong trường hợp thất bại thì chúng ta chuyển sang phác đồ ba thuốc có amoxicillin và levofloxacin. Và nếu mà đã bị thất bại nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phác đồ cứu cánh, tức là chúng ta sử dụng phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth nếu chúng ta chưa từng điều trị hoặc là phác đồ HDDT. Tuy nhiên phác đồ HDDT này làm theo những cái nghiên cứu trong nước thì cũng đã báo cáo là có tỷ lệ thất bại rất là cao, do đó chúng ta cần xem xét. Trên thế giới thì người ta có sử dụng cái rifabutin nhưng mà rifabutin thì hiện tại không có ở Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên sử dụng phác đồ này vì tỷ lệ lao của Việt Nam chúng ta khá cao và nếu chúng ta
sử dụng cái rifampicin thì dễ làm gia tăng tình trạng kháng thuốc, và đặc biệt rifampicin có rất nhiều những tác dụng phụ ảnh hưởng ức chế tủy xương, gây ra là giảm hồng cầu, bạch cầu rất là nhiều. Và những cái lưu ý khi chúng ta sử dụng điều trị thì trừ Helicobacter pylori thì theo những cái chuyên gia, người ta khuyến cáo là nên khuyên bệnh nhân không nên hút thuốc lá và không nên uống rượu bia để tăng được cái hiệu quả điều trị. Đây là những cái ý kiến của chuyên gia. Và cuối cùng, để thay cho cái lời kết, chúng tôi muốn đưa ra một số những cái thông điệp liên quan đến những cái giải pháp giúp chúng ta có thể đạt được cái tỷ lệ thành công cao trong cái tiệt trừ vi khuẩn Helicobacter pylori. Thứ nhất là chúng ta cần có sự tư vấn cho người bệnh về sự tuân thủ điều trị, về áp dụng cái uống thuốc cho nó đúng theo hướng dẫn. Thứ hai là chúng ta tuyệt đối là phải đảm bảo cái kiểm soát tốt cái axit trong dạ dày để làm tăng cái hiệu quả kháng sinh. Mà trong cái phần trình bày tiếp theo của bác sĩ Võ Huy Văn cũng cho thấy chúng ta thấy cái vai trò của PPI trong phác đồ tiệt trừ Helicobacter pylori. Và cuối cùng, để đạt được hiệu quả, chúng ta cần phải nghiên cứu những cái phác đồ tiệt trừ nào vẫn còn hiệu quả ở nước ta để chúng ta có thể sử dụng một cách hợp lý, tránh lãng phí và không làm mất thời gian điều trị của bệnh nhân. Và cái thời gian điều trị chúng ta nên tuân thủ là 14 ngày, và nên lựa chọn những cái phác đồ theo hướng dẫn của thế giới hoặc là theo cái thực tế của những cái nghiên cứu trong nước cho thấy cái phác đồ nào còn hiệu quả thì chúng ta nên chọn phác đồ đó. Và qua những nghiên cứu trong nước cho thấy là cái phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth vẫn còn là cái phác đồ đạt được cái hiệu quả cao cho những bệnh nhân chưa từng điều trị hoặc là đã thất bại trong lần điều trị thứ hai. Phác đồ mà ba thuốc hoặc bốn thuốc có chứa levofloxacin vẫn còn là một cái phác đồ còn hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta nên để dành khi mà chúng ta bị thất bại với phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth. Còn cái phác đồ bốn thuốc và phác đồ HDDT là sử dụng amoxicillin liều cao thì cần có một cái sự xem xét nghiên cứu vì tỷ lệ bạc kháng amoxicillin ở Việt Nam chúng ta đang có xu hướng gia tăng. Như vậy thì chúng tôi vừa trình bày xong những cái cập nhật mới liên quan đến cái điều trị tiệt trừ vi khuẩn Helicobacter pylori. Chúng tôi hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ hữu ích cho tất cả quý vị trong vấn đề mà thực hành lâm sàng. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Đặng Minh Luân sẽ có một cái phần trình bày tiếp theo về cái chiến lược theo dõi sau khi điều trị tiệt trừ vi khuẩn Helicobacter pylori như thế nào. Vì chúng ta biết là cái tỷ lệ mà diễn tiến dẫn đến ung thư dạ dày liên quan đến vi khuẩn Helicobacter pylori rất khá cao. Do đó mà sau khi chúng ta điều trị tiệt trừ thì bệnh nhân này có hoàn toàn yên tâm không có bị tiến triển qua ung thư hay không, hay chúng ta có những cái kế hoạch theo dõi lâu dài để mà hạn chế những cái biến chứng cho bệnh nhân. Thì cái phần trình bày này sẽ do bác sĩ Luân sẽ giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi như trên. Xin mời bác sĩ Đặng Minh Luân. Kính thưa quý thầy cô.